chào cô bác anh chị các bạn. Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Nói với hai cuộc hàng hồng này, mỗi người 100.000 đi dọc cái chợ này, thích ăn gì mua đó, nhưng mà ăn người nào ăn hết trước thì thôi, còn ăn hết sau là như giờ, hiện tại như chợ này của mình thì thục dầu á thì cũng lớn tuổi cũng kỳ, thôi phiền chạy bộ đây về nhà thờ được không, đồng ý không? Rồi đồng ý. Rồi ok, để mình gửi cho mỗi người 100.000 đây, lấy 100 đi, lấy 100 rồi ok. Đi cứ đi đây, em đi theo sau, mua cái gì không biết, biết sao mua hết mỗi người 100.000 đó thôi. Ăn gì kêu em nó làm cho. Em nó làm ăn cũng ngon lắm á. Con cháo rồi, tôi muốn tô cháo rồi cái gì nữa. Rồi ơi, trả tiền kìa, bữa nay người 100.000 xài hết thôi, em cứ thôi giờ giùm anh đi, còn nhiêu lại đi mua tiếp. Không em thôi cứ người tô á, tôi ai nó trả mà. Đúng rồi, tôi ai nó trả. Rồi tôi ai nó trả đúng không? Rồi để đi vòng vòng mua đồ cái trở lại, mua hết 100.000 thôi. Đi vừa để vừa nghiên cứu nha, nghiên cứu món nào ăn được, thích mua thích ăn món nào mua món đó. Lúc này em sao nghỉ bán, anh Sơn đi làm mà chị cũng bán không có lời lớn gì em ơi, nghỉ bán anh mua bánh bò hả gì? Rồi 10.000 bánh bò. Muốn ăn cái gì đó mà mua. Không biết, không muốn ăn gì đó ăn mua. Mỗi người 100.000 ăn mua hết thôi. Làm em ơi. Đó. Được ăn cho người 100.000 đi chợ mua nó kìa. Muốn ăn cái nào đó ăn rồi. Rồi đừng ký ăn cái đi, món hàng em. Rồi món hàng em đi. Mà anh ăn cho hết nha, thôi anh ăn không hết anh chạy bộ về đó. Rồi 20.000. Rồi còn lại 60 à. Ừ, muốn ăn gì ăn không biết, người sao ăn chậm hơn ta là thua gắn chịu. Ừ. Tại thiên người ta đại náo hồi bằng đầu, còn hai cục khang hồng nè chắc đại náo hồi bằng thờ quá. Rồi nghiên cứu có thích ăn cái gì. Đây, tắp vô. Dạ, cái này 5.000 hả anh Duột? 5 2 bọc. 2 bọc rồi, em lấy 2 bọc. 2 bọc 10.000 hả? 10.000. Rồi 10.000, rồi còn em còn 60. Dạ, cái này bánh lít giòn. Bánh lít giòn cũng ngon hả? Đây nữa. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Rồi bye bye, cảm ơn. Đủ ăn, đủ tiền ha. Rồi đủ. Muốn ăn gì mua đây. Rồi cây 30 cứ ăn. Rồi giá lộ thì màu đỏ thì 10.000 là hết, còn xanh lại. Nói sao còn 60.000 đó, mua gì mua. Thằng 60. Rồi bỏ vô. Ra tiền. Chừng nào hết tiền la lên nha. Em hết tiền la lên cho thêm. Hết tiền la lên cho thêm. Hết thấy là bán mất kẹo quá trời luôn. Mua thịt heo ăn đi. Ăn sống hả vậy? Ăn sống. Muốn đi đâu mua gì mua tùy. Thì sao mua hết người 100.000 được rồi, dòng lại ăn.
nãy kêu bún ghé mua thì miếng hà quay tao ăn vô hả. Ba đây ngon nè. Ba chục ngàn sao quay đây? Có 30 ngàn, nửa ký đi. Thôi 30 ngàn. Vậy 50 ký không thôi. Ăn không thuốc đèn không quay hả? Ừ. Đi ăn gì tí. Ăn bữa sau người ăn hết người 100 ngàn thôi. Hôm nay mình dẫn hai cái hầm này đi đại náo mọi bàn thờ à. Người ta thì thể hiện cái đại náo mọi bàn đầu, còn hai cái thang này đi đại náo mọi bàn thờ. Chẳng qua kia mai á, kia mai nha. Không biết sao mà người trăm ngàn hết thôi. Em người ba chục ơi, em ba chục có riêng em ba chục đi. Mua rồi nói ba còn mua rồi đấy. Theo quay rất ngon. Đây nước này phải quay luôn quay cái phan hồng. Rồi còn 30 chai hết luôn hả? Còn 30 hả? Có 30 phải không? Có bóc còn 50. Bóc có mua ít đồ hơn tí rồi. Rồi vậy là tí hết tiền ở đây. Có bóc còn 20 hả? 20 nè, đây qua đây lấy 60 đó. Đúng rồi. Ừ, kia làm cái nữa hết. Không biết sao ăn hết không hết là ăn xong tí là chạy bộ về nhà thờ đó. Rồi. Mỗi em cục. Có tiền đó nha. Đất rồi nha. Có nghĩa là người hát đẹp quá không?
Tiền đâu uống đây tôi quay em một à. Ông lấy bộ thật mà mua bà móc hai bộ dường độ nhiều hơn tí chuột, là tí chuột khôn quá mua ít nè có nhiều vậy mày hết hả mà tí chuột có nhiều à mà đứt 100 ngàn mua bà móc đây nè bánh bò bánh ít bánh gì đầy luôn. Qua đây lên bờ cho nó đỏ 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 đúng rồi đó, bánh bò phải không quay đó đó ôi bò bóc này chắc không có tiếng chuột rồi đồ nhiều quá bò bóc ơi đó nước cốt kìa nước cốt đổ vô không cái này chưa chơi nữa rồi đó quá wow, bóc không có đủ muỗng hả đây họ lấy đây họ lấy đây có sao đâu à. Cháu ăn cháu bà móc hả? Quá giữ cái bà móc. Móc là giữ ra. À, mỗi người bàn á. Còn dưới người ta. Ờ, đậu dưới người ta. Bà móc là một bàn. Bị chuột một bàn. Dưới gì đồ vậy? Nhiều đồ dưới vậy hả? Bà móc là lựa mấy món mua bà móc hết không nè. Tôi cháu cũng để đây đi. Đây. Rồi đổ nước mắm vô xong xuôi hết đây. Rồi bắt đầu 1 2 3 là quất. Đó hết chưa? Đũa đây mày. Ừ. Hỏi ai ăn sau là trả bộ vậy nha. Chuẩn bị xong chưa? Hai tay chuẩn bị không chưa? Yeah. 1 2 3 go. Giữ bóc thôi
chừng đâu nhiêu mà chuột cua cái chuột móc quá dữ luôn á. Hết hộp giờ mày lo mày bị sặc cả hơn. Cay hả, cay hả, cay hả, cay quá. Đó, máu hết hộp rồi kìa, toàn máu ô cái gì không đó. Hình khó nuốt không? Dài quá. Ừ, không biết tự mua mà. Đó, con máu hết hộp rồi đó. Bỏ vô sọt gác. Ừ, ở dưới này có cái sọt gác. Đó. Vô. Quá dữ móc ơi. Chuột làm chứ Tài Thiên á, đi chợ mà mua quả sơn. Đó. Thưởng thức rồi. Quá giòn, da giòn quá giòn. Nước bột mỡ xuống này thật vậy. Tắt tiếng, mong cô bác anh chị thông cảm.
bỏ móc. Giữ con ơi, cố lên con ơi. Đỏ đỏ rồi em nhỏ phải. Thằng hả? Tập xuống trên chỗ không? Giữ hả?
chuột đứng lắc chút xíu à, ăn tiếp chuột. Đó, cái này lắc không nổi đâu, tôi lắc không xuống đâu. Vậy thua phải không? Ăn không nổi phải không? Vậy là hai người chạy bộ vậy ha. Móc còn nhiều. Móc đáng lý móc mua đồ gọn gọn vô một tí là ăn văng rồi. Móc chơi dữ quá à. Còn tí chuột còn ba trái vô sữa với theo quay. Rồi, làm phiền kể vậy tới giờ thôi nha. Rồi bắt đầu chạy. Rồi chạy. Chấp nhận cái giống như kiểu đáng lấy là nãy thục dầu ở dưới chợ thì kỳ quá anh em chạy thấy không, ok vui ha. Rồi. Vui không tiếp mình xin tạm dừng tại đây, mình rất chân thành là cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình xin chúc cho cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe, xin chào hẹn lại, bye.